Ngày 12 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, năm học 2021-2022 tiếp tục là năm học vượt khó của toàn ngành giáo dục trong cả nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19, gần 20 triệu học sinh sinh viên phải tạm dừng đến trường và học trực tuyến, trên 70.000 sinh viên không thể ra trường đúng hạn. Dù vậy, toàn ngành giáo dục đã tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo, hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo. Triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ ngành các địa phương tiếp tục thực hiện nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện đánh giá thực chất công tác dạy và học để phát triển toàn diện đức trí thể mỹ, đổi mới quản lý nhà nước, huy động cả cộng đồng tham gia vào xây dựng văn hóa dân chủ trong trường học, nhất là từ bậc phổ thông. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ra soát đánh giá thực chất các tiêu chuẩn như trường đạt chuẩn quốc gia chủ động ứng phó với thiên tai dịch bệnh đẩy mạnh giải quyết tình trạng thiếu giáo viên nhất là hiện tượng giáo viên bỏ việc đã xảy ra vấn đề dạy thêm học thêm sách giáo khoa thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên